Theo quan chức tỉnh Takha, vụ ngộ độc hàng loạt nói trên là do các phần tử chống lại chính phủ và người dân Afghanistan gây ra, nhằm phản đối và ngăn không cho các học sinh nữ được đến trường. Ngay sau khi bị ngộ độc, 74 em học sinh nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hầu hết đã được xuất viện sau đó. Hiện chỉ còn một số em còn đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện nơi các em học sinh điều trị cũng đã gửi mẫu máu của các em tới Bộ Y tế để làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Rất đông người thân của các nạn nhân đã kêu gọi nhà chức trách tìm biện pháp ngăn chặn các vụ tấn công tương tự nhằm vào phụ nữ và các trẻ em gái. Tôi yêu cầu các nhà chức trách hành động nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực tương tự để mọi người có thể sống trong hòa bình và theo đuổi ước mơ giáo dục. Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau khi hàng chục học sinh tại một trường khác cũng bị ốm hàng loạt. Chưa ai lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ việc trên. Vào giữa tháng 5 và tháng 6 năm 2012, tỉnh Takha cũng đã xảy ra 4 vụ tấn công gây độc tại một trường học dành cho các học sinh nữ, buộc nhà chức trách tại đây phải mở cuộc điều tra nhằm tìm kiếm các vật thể khả nghi, cũng như kiểm tra nguồn nước xem có nhiễm độc hay không. Kể từ năm 2009, địa phương này luôn được xem là điểm nóng về các hoạt động của phiến quân và các loại tội phạm.